Ok, hôm nay mình sẽ breakdown phát PB 3,48 giây của mình. Và trong scramble này, mình làm cross màu trắng. Các cạnh cross, đây, đây và đây. Cặp FFL đầu tiên của mình là cặp này. Và khá là may mắn khi mà cái solution cross của mình nó ghép hai cái này với nhau thành một cặp có sẵn. Tại vì bình thường nếu các bạn đẩy D2, R2 thì sẽ ghép được hai cái này với nhau đúng không? Và cái cách mình làm cross ấy thì lại đưa cái này sang bên đây và phải đẩy R2 ở cuối. Nên là mình đã có hai cặp đầu đều được làm sẵn. Và mình chỉ việc đưa vào ở hai cái slot đằng sau. Thì cặp thứ ba của mình sẽ là cặp này. Và đồng thời mình theo dõi được cặp này. Mình cũng tính toán trước được luôn cách giải. Và mình làm liền mạch luôn. Và chỗ này thì mình được skip OL. Và còn PL chữ A thì mình rotate sang bên này để không có AUF. Cái PL đấy khá kẹp. Thì mình sẽ đi lại cái scramble lần nữa. Một điều thú vị nữa ở cái phần này ấy, thì nếu mình làm như này và mình làm như vậy thì mình đã dùng pseudo FL để giải được xong hai cặp cuối luôn. Thì tuy nhiên là trong cái thời gian mà ngắn như vậy thì mình không thể tính toán được những cái bước giải nó tối ưu. Thì mình thấy cái solution gốc của mình cũng khá là ok. Nó tiện để finger trick, dễ để spam tibet hơn. Và nếu các bạn thấy những video kiểu breakdown này hay ấy, thì có thể để lại cho mình những ý kiến ở phần bình luận. Hẹn các bạn ở video lần sau.